Thế mình có gặp anh chính biển anh cắt viên đá quý viên ruby sao. Đây mình trực tiếp cắt hàng sao này. Đây một công đoạn cắt mài đá quý. Đấy thật đây. Đây là những con đĩa cắt. Bên này là sơ chế thô này. Đó. Thớt đầu tiên này. Đây, ok không anh? Sao giờ? Ok. Đây bắt đầu nhìn được sao này. Thành công rồi mọi người ạ. Thành công luôn. Anh cho em hỏi cái viên đá này thì giá trị giá cắt là bao nhiêu anh? Mua với giá gốc là 24.500. 24.500. Đây là đang cắt thớt thứ hai. Cái thứ hai này trực tiếp cái thứ hai này ok. Là mất sao. Có sao không anh? Thứ hai lại mất sao. Lại mất sao. Đó. Vâng, đấy là cái công đoạn cân mài. Một viên đầu theo anh chính là có sao. Vẫn lọc được một viên sao đẹp nhá. Yeah. Đây là một hạt sao rất là đẹp này. Một viên sao này ví dụ cắt hoàn thiện thì nó rơi vào tầm bao nhiêu carat anh? Tầm khoảng... viên như viên này tầm khoảng 8k. 8k. Và được các viên thịt nhỏ. Đây còn rất là dài này. Cái dự định của anh thì còn cắt được bao nhiêu thớt nữa? Cái viên còn lại đây này. Thì đây được 2 viên rồi này. Dự định sẽ thành 2 nữa. Đây nghe mình đang chuẩn bị những món ẩm thực ngày hôm nay. Thớt thứ 3 rồi. Rất là nạt. Một thớt thứ 3 rồi. Đây, thớt thứ 3 không có sao. Lại không có một thớt không có sao nữa. Đây, mình quay nhưng mà độ nạc và màu rất là đẹp. Hàng ruby tự nhiên thiên nhiên 100% của Lục Yên Yên Bái. Người để cắt một viên ruby sao nó rất là nhiều coi nhiều công đoạn. Nói chung đôi lúc mở bát ra bên trong lại không có sao thì lại thành hàng thịt có thể thua mọi người ạ. Trong lô này rất là may được một viên thớt đầu tiên là sao và bốn thớt còn lại là không có sao nhưng được màu và thớt đẹp, không bị sâu và cam phèn nhiều. Nên mình sẽ bò bước cái cạnh này đi. Mình sát vào tay rất nguy hiểm. Đây mình sẽ ấn qua cái này vào. Hiện tại thì anh có nhận định được cái viên đá này cắt gọi là so với cái giá trị ban đầu thì có thành công không hay là... Có thành công nhưng chưa thành công mỹ mãn cho lắm. Bây giờ mình sẽ phôi. Sẽ tách từng hạt ra nhá. Những viên đá thì đôi lúc một viên hạt như này này mọi người ạ. Thì đôi lúc bo đi thì nó rất là lãng phí. Thì anh có cắt đi để tạo ra những hạt nhỏ. Một viên to tạo ra những hạt nhỏ. Đó. Được 2 viên này. Một viên dài cắt ra được 2 viên. Đây là những viên còn lại. Anh ơi, cho em hỏi là những dòng ruby sao này thì thường thường ở mình thì mỏ nào có nhiều? Dòng ruby sao này thì phần lớn phân bố ở vụ mỏ Bãi Mới, khu vực Tân Hương, Cẩm Ân, Yên Bình, Yên Bái, Xúc Lâu, Lục Yên, Khánh Hòa. Có rất nhiều mỏ có ruby sao. Cái một dòng hàng ruby sao và ruby hàng thịt thì cái giá trị nó khác nhau nhiều không anh? Sao ruby thịt thì sẽ, giá sẽ chênh lệch. Nếu cùng một chất, cùng phân khúc màu thì sẽ chênh lệch nhau gấp 5 đến 10 lần. Sự phân biệt giữa ruby sao và ruby hàng thịt thì nó khá ở điểm nào anh? Ruby sao thì khi nhìn thô thì nó có ánh titan. Đây các bạn có thể nhìn viên đá đây. Có một cái vệt titan đây nhá, các bạn nhìn thấy không? Anh nó lá lên hình con trai trai ấy, nó là cái vệt titan khi mình cắt ra một nữa. Nếu mà là cái vệt titan này to mình sẽ làm được một viên sao to, nhưng đây là một viên thịt thôi. Chế tác một viên ruby sao này đòi hỏi người phải có kỹ thuật lâu năm trong nghề đá quý và tay nghề cũng cao rồi. Cứ như anh em mình thì nói chung là đôi lúc thì cũng có thể làm được nhưng mà cũng chưa chuyên nghiệp bằng anh chính được. Với 25 năm kinh nghiệm thì mình thông thạo về nghề cắt ruby sao rồi. Đây thì vừa đến sau anh Thế Hậu vừa đến sau này.
Anh Thế Hậu thì chuyên ngành về đá quý trên Lục Yên mình. Nhưng viên đá này đến thời điểm này gọi anh gọi là quá thành công anh nhỉ? Sau bước đầu tính của anh. Trong những viên đá là trong một trong những viên đá là khó làm, khó tính. Khó làm. Đấy. Qua tay nghệ nhân rồi xử lý ra bắt đầu ra khôi rồi. Đây các bác xem. Rất nhiều. Từ một viên đá mà ra đến gần 18 20 viên đá này. Đây. Rất công luôn. Được một lô luôn. Một giờ này. Đây các bác này. Các cái hạt nhỏ nhỏ đây là mình sẽ lựa sao, trong khi đó là có hai hạt lên sao nhá, hai hạt lên sao đây, một hạt này là sao này và một hạt bên trên này nữa là sao này. Khi mình đã cắt đúng đỉnh đúng trục mình chỉ cung lên là nó sẽ lên một viên sao. Các bạn có thể chờ mình trong vòng 5 phút mình sẽ phôi qua cái này để lên một viên sao để các bạn ngồi ăn cơm uống rượu cho ngon nhá. Đang truyền tải những nội dung hay nhất về đá quý Lục Yên. Đây là một quá trình sơ chế đá trên cái máy nhỏ này. Là đổ thạch. Đổ thạch nghĩa là người ta cắt một viên đá, người ta mở bát. Vâng. Trong đó có một viên đá thật. Vâng. Chứ đổ thạch là một viên đá xỉ đập ra thì cái xác suất của nó 1,1000% thôi, hàng nghìn viên, thậm chí hàng chục nghìn viên mới ở trong có một viên đẹp thôi. Cái đấy là xác suất rất kém. Nó cũng như là mình đánh nô đề mà nó mở bát quá lớn thì mình cứ viên nào mà nó nhìn thấy mắt thấy tay sờ rõ ràng thì mình hãy mở bát. Mọi người xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn, xin kính chúc tất cả các bạn sức khỏe, hạnh phúc và an lành. Xin chào và hẹn gặp lại.